Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, đêm ngày 4 tháng 10, phong trào Hamas xác nhận thủ lĩnh mạng lưới của phong trào này ở bờ Tây, Yahya Zasir Abd al-Razak al-Fi đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel. Theo tuyên bố do Hamas đưa ra, lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas cho biết, loạt phản ứng sắp tới của nhóm sẽ là hành động thay vì lời nói và sẽ khiến Israel phải trả giá cho những quyết định của mình. Trước đó, vào ngày 3 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel thông báo một thủ lĩnh cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas ở Thukam tại bờ Tây, ông Yahya Yasser Abd al-Razak al-Fi đã thiệt mạng trong đợt tấn công của lực lượng này vào trại tị nạn Thukam ở phía bắc bờ Tây. Trong một tuyên bố, lực lượng phòng vệ Israel cho rằng thủ lĩnh al-Fi là người đã lên kế hoạch và chỉ huy vụ tấn công bằng xe bom ở khu định cư Ateret vào ngày 2 tháng 9 năm nay. Nhân vật này cũng được cho là cung cấp vũ khí cho một số lượng lớn chiến binh Hamas trong khu vực, lên kế hoạch và chỉ huy một lượng lớn các cuộc tấn công nhằm vào các cộng đồng ở bờ Tây và các địa điểm ở Israel. Trong một tuyên bố ngắn, Bộ Y tế Palestine cho biết ít nhất 18 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào trại tị nạn Thukam ở phía bắc bờ Tây trong ngày 3 tháng 10. Cùng ngày, quân đội Israel đã tiến hành một đợt không kích dữ dội vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, gây ra những đám cháy lớn, ngăn cản các đội phòng vệ dân sự tiếp cận khu vực. Theo nhóm giám sát xung đột Air War có trụ sở tại Anh, các cuộc ném bom mà Israel tuyên bố nhắm vào các thành trì của lực lượng Hồi giáo Hezbollah tại Liban đã đánh dấu chiến dịch trên không dữ dội nhất thế giới bên ngoài dải Gaza trong vòng 2 thập kỷ qua. Theo Bộ Y tế Liban, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần, Israel đã tấn công Liban bằng một chiến dịch không kích chưa từng có, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, gần 7.500 người khác bị thương và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Bất chấp việc Israel liên tục tấn công dữ dội vào ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban, Iran tấn công tên lửa vào Israel hôm 1 tháng 10 và mới đây là việc thủ lĩnh Hamas ở bờ Tây bị sát hại. Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn không tin sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, có thể tránh được một cuộc chiến như vậy nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Khi được phóng viên hỏi liệu ông có điều quân đội Mỹ đến giúp Israel hay không, Tổng thống Biden trả lời, chúng ta đã và đang giúp đỡ Israel. Chúng ta đang bảo vệ Israel. Tuyên bố của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh Iran và Israel, hai kẻ thù truyền kiếp tại khu vực, cũng leo thang căng thẳng sau khi Israel cân nhắc các lựa chọn đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Tehran hôm 1 tháng 10. Phía Iran cáo buộc rằng chiến dịch tấn công của Israel ở dải Gaza cùng với hành động ở bờ Tây khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã đẩy khu vực Trung Đông đến bờ vực của một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, những hành động gần đây nhất của Israel nhằm vào dân thường ở Liban thông qua việc lợi dụng công nghệ truyền thông làm vũ khí khiến cho thế giới không thể im lặng, cần phải hành động nhanh chóng và quyết đoán. Các quan chức cấp cao trong chính phủ Israel cho biết, Sefieldin, người kế vị lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah, đã ở trong một công trình ngầm bị Israel oanh tạc ngày 3 tháng 10. Theo Tân Hoa Xã, theo báo cáo của truyền thông nhà nước Israel ngày 4 tháng 10, quốc gia này nhận định rằng Hashem Safieldin, một giáo sĩ Hồi giáo Shia Liban, được coi là người kế vị lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích ở Beirut. Đài phát thanh công cộng Khan TV dẫn lời các quan chức cấp cao trong chính phủ Israel cho biết, Safieldin đang ở trong một công trình ngầm bị Israel oanh tạc vào ngày 3 tháng 10 bằng bom xuyên bong ke nhằm mục tiêu cụ thể vào ông. Các quan chức này cho rằng khó có khả năng Safieldin sống sót sau cuộc tấn công. Tuy nhiên, cả Israel và Hezbollah đều chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về tình trạng của Safieldin. Safieldin, 60 tuổi, là em họ của ông Nasrallah và được cho là sẽ kế nhiệm ông Nasrallah làm lãnh đạo đảng chính trị và nhóm vũ trang Liban sau khi ông Nasrallah thiệt mạng trong các cuộc không kích trước đó của Israel ở Beirut. Tối ngày 4 tháng 10, Liên quân Mỹ-Anh tiếp tục mở lại các cuộc không kích dữ dội vào nhiều mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen. Thông tin ban đầu cho biết các cuộc oanh tạc gây thương vong lớn, song chưa rõ số lượng cụ thể. Theo kênh truyền hình Al-Masira của Houthi, các chiến đấu cơ của Mỹ và Anh đã không kích vào hàng loạt vị trí ở cả thủ đô Sada, thành phố cảng Hodeidah và thành phố Dama. Một số hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các cuộc oanh tạc gây ra nhiều tiếng nổ dữ dội và sau đó là những cột khói lớn bốc lên ở cả ba đô thị do Houthi kiểm soát.
một số nguồn tin khẳng định đã xảy ra thương vong lớn trong các cuộc không kích, song chưa xác định số lượng cụ thể. Trong một thông báo trên mạng xã hội X vào tối ngày 4 tháng 10, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ ở Trung Đông CENTCOM xác nhận đã không kích 15 mục tiêu Houthi ở Yemen. CENTCOM khẳng định các cuộc không kích nhằm làm suy yếu năng lực tấn công quân sự của nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ không đề cập cụ thể chủng loại vũ khí của Houthi đã bị phá hủy. Đây là ngày thứ hai liên tiếp liên quân Mỹ-Anh không kích vào Yemen. Trước đó vào ngày 3 tháng 10, máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh cũng tiến hành hai đợt không kích, đánh phá một số mục tiêu Houthi ở thành phố cảng Hodeidah. Chiến dịch không kích của liên quân Mỹ-Anh vào Yemen được mở lại trong bối cảnh nhóm Houthi thời gian gần đây gia tăng mạnh các cuộc tập kích tầm xa bằng cả tên lửa và máy bay không người lái vào Israel để hỗ trợ cuộc chiến của phong trào Hamas ở dải Gaza và lực lượng Hezbollah ở Liban. Phong trào Houthi ở Yemen đã tiến hành gần 100 cuộc tấn công nhắm tới các tàu ở Biển Đỏ kể từ tháng 11 năm ngoái nhằm phản đối hành động quân sự của Israel ở Gaza. Lực lượng này đã đánh chìm 2 tàu, chiếm giữ 1 tàu và sát hại ít nhất 4 thủy thủ trên các tàu này. Các lực lượng Mỹ hầu như đều ở thế phòng thủ trước các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đông và đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái cũng như tên lửa của Houthi nhắm tới các tàu thương mại và tàu chiến của Mỹ. Lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận 2 binh sĩ thiệt mạng và 24 quân nhân khác bị thương trong cuộc tập kích bằng máy bay không người lái được phóng đi từ lãnh thổ Iraq hồi sáng ngày 5 tháng 10. Đây là cuộc tấn công gây thương vong đầu tiên do các phương tiện bay từ Iraq gây ra cho lực lượng Israel kể từ đầu cuộc xung đột Israel-Hamas diễn ra từ tháng 10 năm 2023. IDF chưa khẳng định nhóm vũ trang Iraq nào đứng sau cuộc tấn công, trong khi một số nguồn tin Ả Rập cho biết lực lượng kháng chiến Hồi giáo Iraq đã thực hiện cuộc tập kích này. Tổn thất mới nhất của IDF được ghi nhận trong bối cảnh quân đội Israel đang duy trì tác chiến cường độ cao trên đồng thời cả hai mặt trận là dải Gaza và chiến trường Liban. Bên cạnh đó, IDF cũng thường xuyên mở các cuộc không kích vào khu bờ Tây, lãnh thổ Syria và ít nhất 2 cuộc tập kích vào Yemen thời gian qua. Để trấn áp các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến do Iran dẫn dắt, Iraq là quốc gia duy nhất có các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến cắm chốt mà chưa bị Israel tấn công một cách công khai. Israel đang hành động mạnh mẽ ở Trung Đông và vụ việc mới nhất gây chấn động là oanh kích kho vũ khí sát căn cứ không quân của Nga ở Syria. Vào đêm ngày 2 tháng 10 theo giờ địa phương, Israel đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự ở Syria. Điều đáng chú ý là quân đội Israel đã phóng khoảng 30 tên lửa nhằm vào nhà kho liền kề Khmeinim, căn cứ không quân của Nga ở Syria, cũng là căn cứ quân sự và kho vũ khí lớn nhất ở Trung Đông. Ngày 3 tháng 10, trang Avia tiết lộ Israel đã tiến hành cuộc không kích vào khu vực liền kề căn cứ Khmeinim của Nga ở Syria. Theo các nguồn tin của Syria, cuộc không kích của Israel do các máy bay chiến đấu F-16I, F-15 thực hiện với tên lửa chiến thuật Delinaan. Hải quân Israel cũng đã phóng các tên lửa RGM-84DL, phiên bản nâng cấp để oanh kích mục tiêu, dẫn đến việc một số cơ sở hậu cần chủ chốt của quân đội Syria cũng như khu vực căn cứ không quân Khmeinim của lực lượng hàng không vũ trụ Nga ở Latakia, Syria đã bị tấn công quy mô lớn. Trong lúc Israel không kích, lực lượng phòng không Syria và các hệ thống phòng không Panzer S-1, tên lửa phòng không S-400 và S-314 của Nga được triển khai tại căn cứ không quân Khmeinim đã tham gia đánh chặn. Dữ liệu sơ bộ cho thấy, chỉ riêng hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn được hơn 50 tên lửa. Tuy nhiên, vẫn có một số tên lửa đánh trúng mục tiêu. Ngày 3 tháng 10, trang web tin tức của Hy Lạp cũng đã đưa tin Israel đã dùng tên lửa phá hủy một nhà kho liền kề căn cứ Khmeinim của Nga ở Syria, san bằng nhà kho chứa đầy đạn dược. Từ khoảng cách rất xa, cũng có thể nghe thấy tiếng nổ lớn. Thông tin trên đài truyền hình Syria cho biết, máy bay của hãng hàng không Iran, Qassam Airlines, vừa bay tới sân bay liền kề căn cứ Khmeinim của Nga khoảng 1 giờ trước khi cuộc không kích của Israel diễn ra. Trang web Military.kz ngày 3 tháng 10 dẫn nguồn tin giấu tên cho biết quân đội Israel đã tấn công khu vực liền kề căn cứ không quân Khmeinim của Nga ở tỉnh Latakia, Syria. Mục tiêu tấn công là một máy bay quân sự của Iran. Theo Sky News tiếng Ả Rập, Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria cho biết khu vực căn cứ không quân Khmeinim, nơi quân đội Nga đóng quân, bị nghi ngờ bị máy bay không người lái và tên lửa Israel tấn công. Nga và Syria ngay lập tức kích hoạt hệ thống phòng không và liên tục đánh chặn tên lửa trong gần 1 giờ. Một cơ quan truyền thông địa phương khác chỉ ra rằng một máy bay quân sự của Iran có khả năng là một trong những mục tiêu của cuộc tấn công. Ngoài truyền thông Syria, tờ Haaretz của Israel cũng dẫn nguồn tin cho biết lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào tỉnh Latakia của Syria, tỉnh tiếp giáp với Địa Trung Hải, khiến cảnh báo phòng không được kích hoạt ở đó.
Nhiều người dân địa phương đã chứng kiến và các đài phát thanh địa phương cũng xác nhận rằng thực sự đã có một vụ nổ lớn. Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo? Tại sao Israel hành động thô bạo nhắm vào khu vực đồn trú của quân đội Nga? Trước đó, Israel đã tung ra một video quay cảnh nhóm Hezbollah ở Liban sử dụng vũ khí do Nga sản xuất, ám chỉ việc Moscow gần đây vận chuyển vũ khí của Nga cho Hezbollah. Đây cũng có thể là một trong những lý do khiến Israel oanh kích khu vực căn cứ quân sự của Nga ở Syria. Một nguyên nhân nữa là gần đây, Nga đã chỉ trích mạnh mẽ việc Israel đưa quân xâm nhập Liban. Ngày 1 tháng 10, hãng thông tấn Sputnik của Nga đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Nga đã tuyên bố Nga lên án mạnh mẽ hành động xâm lược Liban của Israel, đồng thời chỉ ra rằng biện pháp này được các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị Israel thực hiện sau vụ sát hại nhiều nhà lãnh đạo Hezbollah sẽ dẫn đến bạo lực trong khu vực Trung Đông ngày càng gia tăng, và kêu gọi Tel Aviv ngừng các hoạt động quân sự và rút quân khỏi Liban để thực sự tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho xung đột ở Trung Đông. Một ngày sau, ông Vasily Nebenzia, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, công khai tuyên bố rằng giới lãnh đạo Israel có ý định kích động một cuộc xung đột trực tiếp giữa Iran và Mỹ. Ông cũng chỉ ra rằng nếu lãnh đạo Israel tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình, xung đột có thể gia tăng đến mức không thể tưởng tượng được, đe dọa không chỉ ở Trung Đông mà toàn thế giới. Thời điểm Israel oanh kích kho vũ khí sát căn cứ quân sự của Nga ở Syria trùng với thời điểm sau khi chiếc máy bay vận tải của Iran chở một lượng lớn vũ khí đạn dược tới đây nhằm hỗ trợ Hezbollah. Khoảng 30 tên lửa Israel lao xuống khiến kho nằm cạnh căn cứ quân sự của Nga nổ và cháy liên tục trong suốt nhiều giờ. Sau vụ oanh kích của Israel, Nga đã ra lệnh cho công dân Nga rời khỏi Israel ngay lập tức. Được biết, có khoảng 1,5 triệu người Nga đang sống ở Israel.